chú thì cũng lớn tuổi rồi, những cái tiện nghi ở trên xe đó rất là phù hợp cho cô chú khi mà đi di chuyển, nhất là cái chiếc ghế này nè, nó cho ta cái cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Cái tiện nghi mà mình thích nhất đó, đó là cái chế độ massage đó, nâng cái cột sống của mình á. Lớn tuổi rồi thì ngồi lâu thì hay bị đau lưng. Cái ghế nó sẽ làm cho cái mình bấm cái có cái nút nè, mình bấm á thì cái chế độ massage nó sẽ massage cho mình. Mình điều khiển nó massage từ trên cột sống đi xuống tới dưới cột sống này luôn cũng được đó. Thông thường á thì lớn tuổi rồi mình đi đâu xa quá, ngồi xe nó mệt mỏi lắm, hay muốn xài xe lắm, nhưng mà cái cảm giác của xe này đem đến là mình cảm thấy giống như là mình đang ngồi trong phòng làm việc của nhà mình. Chứ nó rất là thoải mái, không có mệt mỏi, không xài xe, không gì hết, mà có thể ngủ ngon nữa. À, đối với chú thì khi mà chú trải nghiệm mà chú ngồi lên được cái chiếc xe này thì chú thấy là cái không gian là nó rộng rãi, nó êm, nó đầy đủ tiện nghi, nó đâm ra là chú thích. Cái so sánh với chiếc xe khác thì chú thấy là cái này trang trí nội thất cái này nó rất là hay. Ví dụ như là mình được ngã ra, mình đi xe đường xa nó mỏi thì này kia nọ thì nó có cái máy massage cho mình đằng sau lưng và nó không có gây ra cái cảm giác mệt cho mình mà thấy người nó được thoải mái. À, mình biết tới Bika khi mình coi anh Hiếu review ở trên YouTube và mình muốn đưa xe của mình qua để được tư vấn. Với cái công việc và với độ tuổi của mình thì mình thấy toàn bộ nội thất trong đây rất là đẹp và rất phù hợp với mình. Công việc của mình thì thường xuyên đi lại nhiều và đôi khi cũng cần cái không gian để ngồi làm việc phía sau, thì ở bên đội ngũ Bika có lắp đặt và nâng cấp thêm một cái bàn để có thể ngồi mình để laptop mình làm việc, rất là tiện lợi cho mình. Sau khi anh trải nghiệm toàn bộ những cái ghế ở trên chiếc xe thì anh có một cảm giác rất là êm ái luôn, và đặc biệt hệ thống ghế được lắp đặt theo những cái chi tiết ví dụ như massage giúp cho anh khi mà đi những đoạn đường dài mình có thể được những cái cảm giác là thư giãn, thoải mái. Anh thấy hệ thống âm thanh ở trên xe mình nghe rất là êm tai luôn. Và đặc biệt ở trên xe còn được lắp một cái màn hình rất là rõ nè. Với một cái không gian đèn cảm ứng như thế này thì anh có thể rủ bạn bè của anh lên trên xe, mình có thể làm một cái quầy bar mini ở trên đây luôn đó.